Với tham vọng độc chiếm Biển Đông, nhiều năm qua, Trung Quốc đã tiến hành dùng vũ lực để đánh chiếm các hòn đảo vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Không những thế, Bắc Kinh còn xua quân ra để nạo vét, phá hủy các rạn san hô sinh thái ở vùng biển tranh chấp nhằm xây dựng các căn cứ quân sự lớn hoàn chỉnh với các cảng, đường băng và radar tên lửa. Các đảo nhân tạo này hoạt động như những hàng không mẫu hạm không thể chìm, giúp củng cố các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh đối với vùng biển này. Tuy được xây dựng kiên cố và trang bị những vũ khí hiện đại, nhưng những hòn đảo này đang có nguy cơ bị chìm và dễ trở thành tử huyệt nếu xảy ra xung đột. Vì sao lại như thế? Có phải Trung Quốc đang tham thì thâm, tự nhấn chìm mình xuống biển sâu hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi chương trình hôm nay để tìm hiểu. Vâng, thưa quý vị, kể từ năm 2013 đến năm 2016, các tàu xây dựng khổng lồ của Trung Quốc đã nghiền nát các rạn san hô để tạo ra nguyên liệu thô cho xây căn cứ. Riêng tàu hút bùn Tianjin đã di chuyển 4.500 mét khối vật liệu mỗi giờ, đủ để lấp đầy hai bể bơi có kích cỡ Olympic. Trong các thực thể nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng, thì các thực thể Trung Quốc ngang ngược xây trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khu vực đá Vành Khăn, Su Bi và chữ thập được Bắc Kinh đánh giá là mang tầm quan trọng chiến lược. Tuy nhiên, một số nguồn tin nội bộ tiết lộ một số chi tiết nền của các thực thể này bắt đầu có dấu hiệu suy yếu và phần móng bắt đầu mỏng ra như xốp dưới tác động của thời tiết. Một cơn bão mạnh là đủ để thổi bay các công trình nhân tạo này. Tương lai không có gì chắc chắn của các căn cứ trên đảo. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn ngấm ngầm đưa thêm thiết bị đến đây. Ví dụ như vào tháng 11 năm 2019, một đốm sáng của thiết bị giám sát lần đầu tiên xuất hiện trên đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc cưỡng chiếm. Chuyên gia David Aste của National Interest nhận định các tên lửa hành trình bay thấp chắc chắn là mối đe dọa tiếp tục đối với các tên đồn mà Trung Quốc xây dựng trái phép này. Những năm qua, Hải quân Mỹ định kỳ điều động tàu chiến đến gần một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc dựng lên nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải. Trong trường hợp chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương, các tiền đồn trên đảo nhân tạo có thể sẽ là mục tiêu quan trọng đối với người Mỹ. Khi đó, các đảo nhân tạo này rất dễ trở thành tử huyệt mà Trung Quốc tự đào để chôn sống mình. Các căn cứ được thiết lập phi pháp này nằm trơ trọi ở vùng biển xa. Theo tạp chí được xuất bản bởi Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc nhận định, thì chúng có lợi thế riêng trong việc duy trì sự hiện diện quân sự ở vùng biển rộng, nhưng đồng thời cũng có những điểm yếu liên quan đến khả năng phòng thủ. Tạp chí đưa ra ví dụ về đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa Việt Nam bị Bắc Kinh cưỡng chiếm trái phép. Thực thể này nằm cách thành phố Cảng Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 1.000 km. Ngay cả khi đội tàu hỗ trợ lao đi với tốc độ nhanh nhất, cũng sẽ mất hơn một ngày mới có thể đến được nơi đây. Trong khi một số hòn đảo được Bắc Kinh trang bị phi pháp các phương tiện phòng không, thì phạm vi bao phủ trên biển của các hệ thống này luôn bị hạn chế và hầu hết các máy bay chiến đấu nếu được triển khai sẽ phải vật lộn để tác chiến, tiêu tốn hầu hết nhiên liệu của chúng để bay từ khoảng cách xa giữa các căn cứ từ bờ đại lục đến các đảo nhân tạo này. Bắc Kinh hiện có hai tàu sân bay đang hoạt động, nhưng chúng cũng sẽ phải ở trong tầm hoạt động vào thời điểm xảy ra bất kỳ sự cố nào. Các căn cứ phi pháp này trên Biển Đông rất dễ bị phục kích do vị trí xa xôi và có thể trở thành mục tiêu của cả hệ thống tên lửa tầm xa của Mỹ hay Nhật Bản. Và ngay cả khi bản thân những hòn đảo không bị tấn công, chúng cũng sẽ dễ dàng bị phong tỏa, khiến lực lượng tiếp tế bị động, còn lực lượng trên các đảo nhân tạo này chết đói. Bởi vì nơi trú ẩn trên các đảo này thiếu thảm thực vật, đất đá tự nhiên và các lớp phủ khác, độ cao thấp trong khi mực nước ngầm cao. Nhân sự và tài nguyên không thể được lưu trữ dưới lòng đất trong một thời gian dài. Malcolm Davis, một nhà phân tích cấp cao về chiến lược và năng lực quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết, cũng có những vấn đề khác khiến việc bảo vệ các hòn đảo nhân tạo trở nên đặc biệt khó khăn. Ông nói, điều kiện môi trường khắc nghiệt ở Biển Đông, nước mặn ăn mòn các thiết bị quân sự, thời tiết xấu khiến gần như không thể triển khai bất cứ thứ gì trên các đảo theo cách có thể cho phép chúng bảo vệ các căn cứ này. Những chiếc máy bay phức tạp sẽ không hoạt động được trong vòng một tuần hoặc lâu hơn trên những hòn đảo này. Ông cũng cho rằng khi một số đảo nhân tạo này có thể có hiệu quả tấn công khi chúng đổ chỗ để thiết đặt các bệ phóng, tên lửa,
thì chúng đồng thời cũng sẽ là một trong những mục tiêu đầu tiên rơi vào tầm ngắm nếu xung đột xảy ra. Và về mặt vật lý là không thể xây dựng một hòn đảo về cơ bản có thể phòng thủ được do loại đá ngầm và bãi cát ban đầu ở đây. David nói, những gì Trung Quốc đang cố gắng làm là thôn tính một vùng biển quốc tế, kiểm soát và sở hữu các vùng biển quốc tế, và họ cho rằng cần phải hiện diện thường xuyên ở đó. Mặc dù họ đã cưỡng chiếm và đưa ra yêu sách lãnh thổ phi pháp, nhưng thật sự đây không phải là một bước đi thực tế trong dài hạn vì họ không thể thực sự bảo vệ được những căn cứ đó. Điều đó đồng nghĩa với việc các đảo nhân tạo ở Biển Đông không thể giúp Trung Quốc chiếm được thế thượng phong. Theo nhận định của trang Kanwa, được điều hành bởi Andre Chang hay còn gọi là Pinkop, một chuyên gia tại Canada, thì dự án xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông có thể kích động một cuộc tấn công từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Việc xây dựng đang diễn ra tại Johnson Sahrep, Việt Nam còn gọi là Gạc Ma, có thể đặt ra một mối đe dọa cho tất cả các quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, gồm Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philippines. Theo kế hoạch của chính phủ Trung Quốc, nước này có kế hoạch xây dựng một tàu sân bay không thể đánh chìm trong Biển Đông thông qua dự án cải tạo đất lớn hơn nhiều trong khu vực với hai đường băng và hai cảng hải quân. Sau khi dự án hoàn tất, Trung Quốc sẽ có khả năng triển khai máy bay ném bom chiến lược H-6 và máy bay chiến đấu tới Biển Đông. Hai cảng hải quân có thể đón bất kỳ tàu chiến nào của Trung Quốc trừ tàu Liêu Ninh. Máy bay H-6 sẽ đặt ra mối đe dọa thêm cho Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Với phạm vi hoạt động 6.000 km và bán kính chiến đấu 1.800 km, các máy bay này có khả năng vươn tới tận phía bắc Australia. Mặc dù Australia cách 3.200 km từ Gạc Ma, nhưng H-6 có khả năng mang được tên lửa hành trình với tầm bắn 2.000 km. Điều này có nghĩa là H-6 sẽ có thể tấn công tất cả các căn cứ của Mỹ tại Australia. Tên lửa chống tàu của Trung Quốc như IG-83, IG-12 cũng có thể được sử dụng để phong tỏa tất cả hoạt động vận chuyển tại eo biển Malacca. Bằng cách kiểm soát không phận Biển Đông, Trung Quốc sẽ có thể ngăn chặn lực lượng Mỹ tại Australia hỗ trợ các đồng minh Đông Á. Quy mô của dự án đảo nhân tạo vẫn còn chưa rõ ràng. Một dự án tương tự cũng được báo cáo là đang tiến hành tại Mitchell Reef, đá Vành Khăn. Khi Gạc Ma hoặc Vành Khăn trở thành tàu sân bay không thể đánh chìm, các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore sẽ nằm trong phạm vi các cuộc không kích chiến thuật của Trung Quốc. Trong đó, Singapore hiện đang là một trong những căn cứ chính cho các tàu chiến ven biển của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, theo Kanwa, một tàu sân bay không thể đánh chìm không phải là một tàu sân bay bất khả chiến bại. Từ Gạc Ma và Vành Khăn đến thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam chỉ có 850 km. Điều này có nghĩa là hai hòn đảo nhân tạo này nằm trong phạm vi chiến đấu của máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam. Khi có trường hợp xung đột xảy ra, Việt Nam có thể sẽ lựa chọn tấn công phủ đầu vào hai hòn đảo này. Trong trận hải chiến năm 1988, Trung Quốc thấy rõ sự bất lợi vì các máy bay của họ chưa vươn tới được khu vực Trường Sa. Trong một bài viết gần đây của viên tướng từng chỉ huy lực lượng Hải quân Trung Quốc ở Trường Sa năm 1988, thì lúc giáp mặt các Su-22 của Việt Nam, người Trung Quốc mơ ước họ có một tàu sân bay. Giờ đây, họ đã có tàu Liêu Ninh, nhưng con tàu chấp vá này còn quá nhiều khiếm khuyết để có thể đưa ra tác chiến. Bởi vậy, Trung Quốc giáo diết xây dựng đảo nhân tạo ở đá Gạc Ma và đá Vành Khăn, hòng làm bàn đạp để triển khai binh lực ra Biển Đông. Việc xây dựng này trong một vài năm có thể hoàn thành, nhưng dù cho có hoàn thành thì nó cũng khó giúp cho Trung Quốc chiếm thế thượng phong để chiếm Biển Đông. Lý do rất đơn giản là các đảo nhân tạo này nằm trơ vơ giữa biển và nằm giữa các nước mà Trung Quốc có tranh chấp biển đảo. Khoảng cách từ các nước này đến đảo nhân tạo gần hơn nhiều so với khoảng cách từ đảo Hải Nam của Trung Quốc ra. Lực lượng không quân các nước này vẫn có lợi là gần hơn khi đối đầu với không quân Trung Quốc ở khu vực Gạc Ma, Vành Khăn. Để đồn trú lực lượng trên các đảo nhân tạo, Trung Quốc phải tổ chức hậu cần từ nơi gần nhất là Hải Nam ra, hoặc bằng tàu thủy hoặc bằng máy bay. Một khi bùng nổ xung đột ở các khu vực đảo nhân tạo, việc đảm bảo hậu cần cũng là một điểm yếu của Trung Quốc. Có thể chính quyền Bắc Kinh biết được điều đó, nhưng vì giấc mộng độc chiếm nên Trung Quốc vẫn không từ bỏ lòng tham. Và để độc chiếm được vùng biển này, Trung Quốc vẫn luôn trung thành với ba mũi giáp công cùng lúc.
Mũi đầu tiên đó là tuyên truyền với thế giới bằng luận điệu sai sự thật. Trong các phụ kiện thì Trung Quốc luôn cho rằng họ đã có hoạt động tại Biển Đông từ hơn 2.000 năm trước. Trung Quốc cũng ngang nhiên tự nhận là quốc gia đầu tiên phát hiện, đặt tên, thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên tại những quần đảo ở Biển Đông, đồng thời liên tục thực hiện chủ quyền với chúng. Đây chỉ là những lập luận lịch sử giả mạo mà Trung Quốc đưa ra nhằm độc chiếm Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực PCA trong phán quyết năm 2016 đã bác bỏ các bằng chứng lịch sử do Trung Quốc đưa ra. Mũi giáp công tiếp theo là uy hiếp các quốc gia xung quanh khu vực Biển Đông. Nước này cũng thường xuyên điều tàu hải cảnh trang bị vũ khí cỡ lớn, tàu chiến các loại hoạt động trên Biển Đông, nhằm sử dụng sức mạnh quân sự để gây sức ép, buộc các quốc gia trong khu vực chấp nhận yêu sách lãnh thổ phi lý với đường chín đoạn do Trung Quốc tự vẽ ra. Tuy nhiên, phán quyết của PCA khẳng định đường chín đoạn của Trung Quốc không thể dùng làm cơ sở cho yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Phán quyết cho biết Biển Đông có những vùng biển thuộc về toàn thể nhân loại và những vùng đặc quyền kinh tế chỉ thuộc về các quốc gia ven Biển Đông. Mũi giáp công cuối cùng là dùng lập luận pháp lý, cho rằng các quyền chủ quyền của họ đối với Biển Đông có trước UNCLOS. Đồng thời, Trung Quốc còn tuyên bố công ước này không làm tổn hại đến các quyền chủ quyền có từ trước đó. Tuy nhiên, lập luận trên của Bắc Kinh đã bị PCA đập tan. Tòa kết luận rằng yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật trong đường chín đoạn không phù hợp với UNCLOS. Mọi quyền lịch sử mà Trung Quốc có thể có với các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật trong đường chín đoạn đã được thay thế. Do đó, mũi giáp công pháp lý này của Trung Quốc cũng chết từ trong trứng nước. Sau khi vấp phải phản ứng quyết liệt từ dư luận quốc tế đối với các hành động ngang ngược trên Biển Đông, Trung Quốc gần đây ban hành đạo luật cho phép hải cảnh nước này nổ súng vào tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển họ nêu yêu sách chủ quyền, trong đó có khu vực trong cái gọi là đường chín đoạn ở Biển Đông. Đồng nghĩa, tàu hải cảnh Trung Quốc có thể bắn tàu cá hoặc tàu khảo sát của các nước hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, vốn chồng lấn với đường chín đoạn Trung Quốc vẽ ra. Điều này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ hoặc hàng hải. Bắc Kinh đã đẩy mạnh hơn bao giờ hết các chiến lược nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn châu Á. Thay vì từ bỏ chính sách quyết không đi đầu trong các vấn đề của thế giới và giấu mình chờ thời cơ như trong suốt kỷ nguyên của Đặng Tiểu Bình, một Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đã thông qua một chính sách thể hiện một sự hung hăng có chủ ý. Không ai biết tương lai của những hòn đảo nhân tạo này sẽ ra sao, liệu có chìm như cảnh báo hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là Trung Quốc đang ngang nhiên chiếm giữ những đảo mà Việt Nam chúng ta đang có đầy đủ bằng chứng thể hiện có chủ quyền với các đảo đó. Nên việc tham thì thâm sẽ tự đào hố chân mình ở nơi biển sâu cũng là điều tất yếu của luật nhân quả, phải không quý vị? Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.